không có gặp trai với gái mình nhớ nó quá chừng luôn. Tụi con chào mẹ. Rồi, hai đứa con mẹ về rồi hả? Cô cả con hậm luôn á. Thôi kệ, chịu cực khổ cho con mình có tiền đi học mới được. Mẹ, con đem nước ra cho mẹ nè. Con gái mẹ đem nước ra cho hả? Con sao nhà bà chứ con đem làm chi? Con thấy mẹ cực khổ, con mới đem nước ra cho mẹ uống. Con lo con với em á, lo học bài đi rồi nữa sau này có tương lai đừng giống như mẹ phải không? Dạ. Rồi được rồi con, mẹ cô có hậm sáng rồi. Ừ. Rồi con đem về đi. Con đem về đi học bài đi nha. Dạ. Em gán học giỏi nha Vinh. Mẹ làm lụng cực khổ á, nuôi hai chị em mình ăn học á, em gán học giỏi nha. Dạ. Chị cũng vậy nữa. Mình nhổ cỏ xong rồi giờ mình trồng rau thôi, để trời nắng hết cái nắng rồi. Rau xong rồi, trưa cũng trưa rồi, con mình nó bụng đây, gì nấu cơm cho nó ăn mới được. Gái với trai mẹ nhà học bài xong chưa nè? Chưa. Nắng ra đồng nắng từ trưa sáng tới giờ. Mới xong á, hai con đó bụng chưa? Dạ đó rồi. Hai con học tiếp thì mẹ đi vô nấu cơm cho tụi con ăn nha. Dạ. Bao nhiêu ngày vất vả giờ đám rau của mình đã xanh tươi rồi, hôm đó mình hái ra mình bán luôn, con mình học thôi. Mẹ làm có cực không mẹ? Nói chung là cũng cực con, nhưng mà cho tụi con đi học thì mẹ cũng gắng chịu cực khổ kiếm tiền mới có cho tụi con đi học được. Mẹ sắp đến ngày đóng học phí cho tụi con rồi. Mẹ cho tiền con đi nấu học phí nha. Học phí tụi con, hai đứa con nha con. Dạ, 100.000. Con về với em đi con, để mẹ ráng bán rau kiếm tiền mai đóng tiền phí cho tụi con nha. Dạ. Chị lại mua rau nè chị. Rau này em mới hái ở vườn vô nè, rau sạch nè chị. Mới này bán rẻ cho. Ở đây em cân bán nè. May quá mình bán hết đống rau rồi, đổ tiền cho con mình đi học rồi. Thôi mình về, đưa tiền con mình đóng tiền tiếng rực. Mẹ ơi mẹ, tụi con ăn cơm no rồi, tụi con đi học nha mẹ. Hai đứa con đi học ngoan nha con. Bà Trang, hôm qua mẹ gặp cô giáo của con á, mẹ đóng tiền học phí rồi đó. Dạ mẹ, con cảm ơn mẹ, con đi học nha mẹ. Đi con đi học đi con. Nghiệp hai đứa con của mình quá, nó không được đầy đủ như mấy đứa cùng trang lứa của trong lớp nó. Thôi kệ, mình ráng chịu cực chịu khổ để sau này tương lai của nó tươi sáng hơn mình như bây giờ của mình. Mẹ. Dạ con. Mẹ, con thấy mẹ làm cực khổ quá à, con chịu không nổi. Hay là cho con nghỉ học ở nhà, con làm kiếm tiền phụ mẹ nha. Một mình em Vinh đi học là được rồi mẹ ơi. Con nói vậy đâu có được. Cuộc đời của mẹ đó giờ cực khổ mẹ quen rồi, mẹ không muốn thấy con của mẹ phải cực khổ giống mẹ như vậy bây giờ đâu. Tụi con phải ráng học cho tương lai của mình nghe không. Mẹ dù có vất vả thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng phải ráng lo cho tụi con ăn học tới nơi tới chốn, sau này bản thân tụi con nhờ đó nghe không. Không có ý nghĩ đó nữa nha. Nhưng mà con thấy mẹ dạy nó nhà mưa con học không được. Mẹ biết con gái mẹ thương mẹ như vậy, mẹ vui dữ lắm. Nhưng mà con muốn mẹ vui, con phải ráng học nha. Để sau này thành tài, con phải lo bản thân của con, nó giống như mẹ cực khổ lắm á. Rồi con vô đi con, vô học với em đi. Mình và em Vinh sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mẹ mình. Cố lên Trang và Vinh.
vậy đó hả? Dạ mẹ, nhưng mà tụi con có tin vui cho mẹ là tụi con đậu đại học rồi mẹ ơi. Hả? Tụi con đậu rồi hả? Trời ơi mẹ mừng quá à. Thôi hai đứa về đi, để mẹ hái đậu bắp với hái rau về nấu chua ăn mừng tụi con đậu đại học nha. Dạ mẹ, tụi con về trước nha mẹ. Rồi tụi con về trước đi con, lát mẹ về sau nha. Tội nghiệp hai đứa con mình quá, nó vừa đậu đại học mình cũng vừa mừng mà vừa lo nữa, không biết đủ tiền lo cho nó học đại học không nữa. Ok, mình cũng ráng chịu cực chịu khổ cho nó, nuôi cho nó ăn học để sau này nó thành tài là mình cảm thấy mình vui rồi. Chuối mình trồng nay nó cao rồi, sắp có chuối bán để cho con mình học đại học rồi. Chuối nàng tiên đây, chuối nàng tiên ngon ngọt đây. Cô lại mua chuối nàng tiên ngon lắm con, chuối chín cây nữa. Rồi cô lấy hai nải luôn nha. Nay mình bán chuối cũng được kha khá, rồi để mình gửi lên cho con trai với gái mình học đại học mới được. Dạ, đu đủ chín rồi. Để mình hái đem ra chợ mình bán kiếm tiền cho con mình mới được. Đu đủ đây, đu đủ chín cây đây. Chị lại mua đu đủ chín cây nè chị. Đu vừa mới đem ra nè. Chị mua hết luôn ha, ba cái luôn. Dạ, đợt này mình bán đu đủ khá hơn mấy đợt trước rồi. Thôi mình ráng lo cho con mình, cũng sắp ra trường rồi. Tội nghiệp hai đứa nó. Cô lại mua rau nè, cô lại mua đu đủ nè. Rau mới vườn mới hái ra còn tươi lắm, đu đủ nữa chín cây nữa nè. Ai tội mình vậy ta, nhìn gái nhìn trai mình chứng đâu á. À quả thiệt. Alo. À con hả Trang. À, hai đứa con khỏe không? Hai đứa con lo học đi nha. Mẹ dưới đây mẹ có đậu rẫy mẹ bán lai rai rồi, mẹ gửi tiền lên cho tụi con học nha. Ráng cố gắng học nha hai đứa con. Nhớ giữ gìn sức khỏe nó ăn uống đồ đại vô nha. Mẹ biết rồi, mẹ làm cũng bình thường chứ đâu có gì đâu mà không kết giả. Rồi thôi hả con. Hai đứa con mà tội nghiệp hai đứa thì chứ sợ mình cực khổ. Con mua ra có con. Cuối cùng chị em mình cũng học hành tài rồi, chị là bác sĩ, em là công an. Hay là mình về quê thăm mẹ đi. Chị nói đúng rồi, em nhớ mẹ quá à. Ừ chị cũng vậy. Hay là mình về tặng một món quà cho mẹ đi. Đi. Lâu quá rồi không có gặp con trai với gái mình, nhớ nó quá chừng luôn á. Tụi con chào mẹ. Ơi, hai đứa con mẹ về rồi hả? Mà hai đứa con mặc trang phục gì lạ vậy, mẹ không nhận ra hai đứa con luôn á. Dạ con ra trường, con là bác sĩ mẹ ơi. Con có hài lòng con mang mẹ ơi. Mẹ có khỏe không? Con nhớ mẹ quá à. Nhớ con trai mẹ dữ lắm á, con gái mẹ nữa. Mẹ thấy trai với gái mẹ học thành tài như thế này mẹ mừng lắm, mẹ rơi nước mắt luôn á. Vậy là công sức của mẹ bỏ ra mấy lâu nay đã được đền đáp rồi đó con. Mẹ rất hạnh phúc và tự hào về các con, mẹ thương các con nhiều lắm á. Tụi con thấy mẹ làm cực khổ nên tụi con cố gắng học, nhưng mà bây giờ tụi con học thành tài rồi. Thôi bây giờ ba mẹ con về nhà đi, mẹ sẽ nấu món ăn thật là ngon để cho tụi con ăn nha. Lâu lắm rồi tụi con chưa ăn được món mẹ nấu á. Con mẹ lên xe đi để con chở mẹ về. Thương các con quá.